Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đức Thầy chứng minh. Kính thưa toàn thể Phật tử thân mến, ngày hôm nay chúng tôi được ban tổ chức chỉ dạy lên đây để chia sẻ đạo lý cùng toàn thể Phật tử hiện diện trong khóa tu Phật Thất lần thứ 50. Có thể nói đây là một cái phúc đức rất lớn của chúng tôi. Bởi vì sao vậy? Chúng tôi thiết nghĩ rằng về cái sở học của mình, về cái sở tu, tất cả đều rất là kém cỏi. Nói đến chuyện thuyết giảng thì chúng tôi nghĩ rằng mình không đủ trình độ để giảng hay là nói cái gì cao siêu cả. Chính vì thế, hôm nay cái buổi nói chuyện này chúng tôi nghĩ rằng tự hãy xem như là một cái buổi nói chuyện bình thường, không phải là một buổi giảng. Một cái buổi nói chuyện bình thường 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 là hai người, cái vị trí nó thường bằng nhau, không có cao không có thấp, như là một buổi nói chuyện bình thường vậy đó. Thì kính thưa toàn thể Phật tử, cách đây không bao lâu, trong một ngày nọ, chúng tôi nhận được một cái cuộc điện thoại của một quý Phật tử nữ. Nói là Phật tử nhưng mà cô này rất là còn trẻ. Cô điền đến, cô nói rằng: kính bạch thầy, không biết vừa qua con không biết tại sao mình lại gặp vô vàn những cái khúc mắc, những nghịch cảnh đối diện với chính con mà con phải gặp trong một khoảng thời gian một tháng thôi mà con đã gặp đến ba sự việc rất là đau lòng. Và thưa thầy, đứng trước ba nghịch cảnh như vậy, đôi khi con tưởng chừng mình sụp đổ và không tìm được nơi nương tựa vững chãi cho bản thân, và thậm chí đôi khi con nghĩ đến tìm đến cái chết, xem đó như là một phương pháp giải quyết nỗi khổ niềm đau của mình. Và cô điền đến, cô cho biết rằng: kính bạch thầy, trong một cái thời gian ngắn như vậy mà con đã gặp ba cái sự việc nghịch cảnh. Thứ nhất, con đang học, đang luyện thi vào cao học, nhưng mà không biết do lý do tại sao con thi vào thì bị rớt, con rất là thất vọng. Cái thứ hai, hồi nhỏ giờ con có chơi một cái người bạn gái rất là thân. Người bạn gái này không biết vì lý do gì đó, con chỉ một buổi nói chuyện lời qua tiếng lại gì đó thôi, nhưng cuối cùng hai đứa cũng chia tay nhau. Và đặc biệt nhất, cái sự việc thứ ba mà con gặp, đó là con đã chia tay với cái người mình thương nhất. Con đã quen một anh chàng này và chúng con đã yêu nhau từ trong cái giảng đường đại học, và hai người đã hứa hẹn rằng sau khi ra làm việc về cuộc sống đã sẽ đi đến cuộc sống hôn nhân gia đình. Nhưng mà rồi hôm nay rằng anh đó đã có người yêu mới và chia tay con. Con rất là đau khổ thưa thầy, bây giờ con làm sao đấy? Khi mà nghe cô tâm sự như vậy á, thì cô mới đề nghị nó: bây giờ thầy có cái phương pháp gì để giải quyết nỗi khổ niềm đau cho con hay không? Thì khi cô mà nói như vậy, chúng tôi chỉ biết le lưỡi ra thôi. Bởi vì sao? Hồi nhỏ giờ học xong 12 là đi xuất gia liền, chưa có một cái mối tình vắt vai. Làm sao mà nói cái chuyện giải quyết nỗi khổ niềm đau trong việc phù tình rồi giữa cuộc sống. Nhưng mà khi cô
Nói như vậy, chúng tôi mới suy nghĩ. Bởi vì không cần chúng ta phải học ngoài đời những cái đời người ta không cần chỉ cho mình những cái đó. Mà nếu như chúng ta tìm hiểu những cái kinh điển, những lời Phật dạy, thì trong những lời Phật dạy đã có những phương pháp hóa giải nỗi khổ niềm đau. Chúng tôi thiết nghĩ rằng sợ gì cái cô gái này đồng chuyện gặp nghịch cảnh như vậy, cô đau khổ, thì cái lý do đầu tiên nhất đó là cô không hiểu về sự thật của cuộc đời này là gì. Nếu như không hiểu á, nói như đạo Phật mình dạy, đã không hiểu thì không thể nào mà thương được. Cho nên hôm nay tự chúng tôi nghĩ rằng, tự về đạo tràng Tam Bảo, chúng ta gọi là người Phật tử, chúng ta đã từng tam quy ngũ giới, và đặc biệt chúng ta học về cái quy y Pháp, con về nương tựa Pháp là con đường của sự thương yêu và hiểu biết. Ngoài đời sợ gì họ đau khổ là do họ bị đói. Đói ở đây không phải là đói về ăn mặc thực phẩm, mà họ đói về cái gì thưa quý tử? Đói về tình thương và sự hiểu biết. Cho nên hôm nay chúng ta là người Phật tử, nếu chúng ta không hiểu được những sự thật của cuộc đời này, thì chúng tôi nghĩ rằng quý tử cũng như dẫu là chúng ta đi chùa 10 năm, 20 năm mà chúng ta không hiểu được những sự thật này, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta trên bước đường tu chắc chắn chúng ta cũng đối duyên xúc cảnh và đau khổ như những người đời, chứ không phải là chuyện là mình đã mang danh là người Phật tử. Chính vì cái lý do câu đó, cộng với Phật tử tham dự hôm nay, chúng tôi nghĩ rằng ngay bây giờ chúng ta tham dự khóa tu thất, nếu như Phật tử mà không hiểu được sự thật cuộc đời này á, thì đến đây chúng ta không niệm Phật được đâu. Mà chúng ta niệm cái gì? Niệm danh, niệm lợi, niệm con, niệm chuyện gia đình. Những cái duyên ở ngoài đời nó sẽ làm cho tâm mình dao động. Chúng ta không thể mượn câu niệm Phật để tình hóa thân tâm mình được. Do đó, hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với quý tử qua một cái chủ đề chắc quý tử đã biết mấy ngày nay rồi, đó là gì? Sự thật của cuộc đời. Thì sự thật cuộc đời này chúng tôi không phải tự mình mày mò hay sáng kiến ra gì hết, mà ở trong kinh Đức Phật đã dạy rất là rõ. Sự thật cuộc đời này được Phật dạy trong một cái kinh tên là Ratthabala, kinh Trung Bộ. Bộ kinh này kể về một cái sự việc của một người chàng trai trẻ. Chàng trai trẻ này một hôm nọ đến thính pháp dưới sự thuyết giảng của Đức Phật chúng ta, và sau khi hiểu được Đức Phật dạy, nghe Đức Phật thuyết pháp xong, thì chàng trai này mới giác ngộ cuộc đời vô thường và xin Đức Phật xuất gia học đạo. Nhưng mà khổ nổi cái chàng trai này là có tự biết là con độc nhất của một gia đình giàu có, vợ con cũng có rất là đẹp, nhưng mà khi sinh xuất gia như vậy gặp phải cái sự cản trở của gia đình. Nhưng rồi với cái ý nguyện xuất gia, chàng trai này đã từ bỏ tất cả và học đạo. Sau khi được Đức Thế Tôn chúng ta xuất gia thì chẳng bao lâu cái chàng Ratthabala này mới trở thành một vị A-la-hán.
Và một hôm nọ, sau khi về gia đình khất thực và trở lại một cái khu rừng, ngồi trong một cái khu vườn Lộc Uyển, thì lúc đó có một cái vị vua tên là Koraya đến và tâm sự một cái câu chuyện đạo lý giữa cái vị vua này và cái vị A-la-hán Ratthabala này mới diễn ra. Vị vua mới hỏi cái chàng, cái vị A-la-hán, tức là chàng trai Ratthabala này: thưa thầy, tại sao thầy xuất gia như vậy? Con thấy thường thường ở ngoài đời, và cái người mà khi họ xuất gia vào trong chùa chỉ có 4 trường hợp sau đây. Thứ nhất là già suy, tức là người đó cảm thấy sức khỏe không đầy đủ nữa, không thể ngoài đời kiếm sống và tăng trưởng cái thu nhập của mình nữa, cho nên người đó vào chùa và xuất gia học đạo. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai: thưa thầy, đó là cái người xuất gia bền suy, tức là người này ở ngoài đời bền hoàn, không thể làm việc gì được hết, bây giờ chỉ biết vào chùa và mượn cửa Phật để nơi xem là nơi nương tựa cho mình trong những ngày còn lại giữa cuộc đời này. Và trường hợp thứ ba, thưa thầy, đó là gia quyến si, tức là những người này sống giữa đời bị con cái ruồng bỏ, không nỡ ai chăm sóc, và đặc biệt những người trẻ thì bị thất tình, bị người yêu bỏ mới vào chùa. Nhưng mà hôm nay, và trường hợp thứ nhất là bền suy, thứ hai là già suy, thứ ba là tài sản suy, và cuối cùng là gia quyến suy. Tất cả 4 trường hợp đó, nhưng mà con xét về thầy, bây giờ thầy là con của một nhà giàu có, vợ con ai cũng đẹp, nhưng mà tại sao thầy lại xuất gia như vậy? Thầy có thể trình bày cho con hiểu được không? Thì sau khi nghe cái vị vua trình bày lên như vậy, thì bây giờ chúng ta trở lại cái đoạn vị vua tâm sự. Vì tự thấy không, ngay cái thời Đức Phật cách đây 2500 năm, và với một cái vị trí là một ông vua như vậy, là đại diện cho dạng trí thức quý tộc, nhưng mà vẫn xem những cái người xuất gia là những người là gì? Thất tình. Ở đây không biết có ai thất tình đi tu không biết. Rồi có người tài sản suy, bền suy, tất cả những cái trường hợp đó. Thì huống gì bây giờ những người hàng trí thức giữa cuộc đời, họ nghĩ đạo Phật mình là bi quan chán nản, cửa Phật là nơi nương tựa cho những ai? Cho những người thất bại trên thương trường, thất bại trong tình trường và thất bại trong cuộc sống, cho nên mới tìm đến cửa chùa để nương tựa. Nhưng mà xin thưa Phật tử, ai mà nằm trong những trường hợp đó mà đi chùa thì chắc chắn vô chùa mỗi ngày mà nghe tiếng chuông gì, đánh cái bon cái mà thất tình thì nguy hiểm lắm. Đánh cái bon cái là gì? Anh ơi, giờ này anh ở đâu là chết. Thì chắc chắn là chúng ta không tu được. Bởi vì xuất gia không phải là nằm trong những trường hợp đó. Đặc biệt á, tự thấy không? Nói gì xa là những cái tuồng cải lương, những gì vở kịch, tất cả đều nói miêu tả là những người đi tu là gì? Rất là thất tình, rồi thất bại công ăn việc làm mới đi tu. Đặc biệt là một cái vở cải lương, chắc ở đây ai cũng là ai cũng biết hết và rất là thích, nhất là Phật tử miền Tây của mình. Vở cải lương gì? Lan và Điệp. Lan ơi, sao em nỡ cắt đứt đứt dây chuông mà luồn dây điền?
cô Lan bị anh Điệp bỏ đi lấy vợ khác cho nên thất tình vào chùa. Và anh Điệp đến tìm cô Lan, và cô Lan đã dứt khoát bằng cách gì? Cắt đứt dây chuông và thay vào đó một đường dây điện cho anh Điệp chết sớm lấy chồng khác. Đó là những cái bi quan của cuộc đời này. Nhưng mà bây giờ chúng ta trở lại bài kinh. Đây, Phật tử thấy bây giờ mình hãy lắng tai nghe, tại sao một người mà con nhà giàu đầy đủ công danh sự việc mà từ bỏ tất cả để rồi đi xuất gia học đạo như vậy? Bây giờ ngoài đời tất cả ai cũng vì những cái thứ đó là gì? Công danh, tiền tài và ăn ngon mặc đẹp. Mà tại sao một cái người vì A-la-hán này là đầy đủ tất cả để rồi hôm nay nhận định cái bỏ tất cả để rồi đến chùa, rồi đi xuất gia trở thành một người xuất gia như vậy? Cái này ai mà ở đây chuẩn bị có cái tâm nguyện xuất gia, hay là ngay cả những người cư sĩ chúng ta cũng như vậy, khi đến đạo tràng Tam Bảo chúng ta phải có. Khi người ngoài đạo họ hỏi được tại sao anh chị đến chùa, hay là tại sao anh chị đi tu Phật hết, hay là tại sao anh chị không ở nhà lo công ăn việc làm mà từ bỏ tất cả để đến đây để tu tập, phải nói được cái sự thật của cuộc đời này cho người ta nghe. Bây giờ chúng ta trở lại bài kinh. Thì sau khi vị vua này hỏi lên như vậy, nói tại sao con thấy thầy trẻ này, rất là trẻ, không có già suy, không bền suy, không gia quyến suy, hay là tài sản suy, thầy có đầy đủ tất cả mà thầy lại xuất gia như vậy? Có phải chăng thầy đã nghe được cái gì, thầy đã biết được cái gì và học được gì từ giáo pháp của Đức Thế Tôn mà thầy xuất gia như vậy? Thì sau khi vị vua đó hỏi xong, thì thầy tỳ kheo nói mới trả lời: dạ thưa đức vua, sợ gì tôi từ bỏ tất cả để rồi xuất gia học đạo là nhờ tôi nghe, tôi hiểu và tôi biết Đức Thế Tôn đã dạy về bốn sự thật cuộc đời này, mà chính vì nó tôi đã xuất gia. Thưa đức vua, thế nào gọi là bốn? Thứ nhất, cuộc đời này là vô thường. Thứ hai, cuộc đời này là vô hộ vô trụ. Thứ ba, cuộc đời này ra đi phải từ bỏ tất cả. Thứ tư, cuộc đời này tất cả đều nô lệ cho tham ái. Chính vì bốn lý do đó, bốn sự thật mà Đức Thế Tôn đã dạy cho tôi và tôi đã hiểu và tôi biết, cho nên tôi đã xuất gia học đạo. Thì sau khi nghe cái thầy trình bày lên như vậy, ông vua này ông mới hỏi, nói: thầy, bây giờ thầy nói cái điều thứ nhất cho con nghe coi, con hiểu ý nghĩa của được cuộc đời này vô thường là gì? Thầy tỳ kheo mới hỏi, nói: thưa đức vua, lúc mà đức vua 20-25 tuổi, lúc đó sức khỏe của đức vua chắc rất là khỏe và có thể điêu luyện trong tất cả công việc bắn cung, hướng dẫn, đào tạo cho quân lính và cai trị đất nước rất là minh mẫn. Có phải đúng như vậy không thưa đức vua? Thì ông vua ông nói: dạ đúng như vậy. Lúc mà con 20-25 tuổi á, lúc đó sức khỏe của con không có ai bằng. Cơ bắp thì rất là dồi dào, cứng cáp. Rồi sức khỏe về trí óc rất là minh mẫn. Và con làm tất cả công việc có thể là nói không ai bằng. Thì ông thầy mới hỏi, nói: dạ thưa đức vua, bây giờ đức vua thấy thân thể mình như thế nào? Ông vua mới trả lời: dạ bây giờ con đã gần 80 tuổi rồi thưa thầy. Sức khỏe của con không còn như ngày xưa nữa. Đôi khi á, trong người nó cứ trục trặc, thân thì bất an, đôi khi chân của con muốn bước bên này nhưng mà ý thức á, thì lại không cho phép. Bây giờ nói về mặt tâm lý của con á, thì rất là mệt mỏi, về thể xác vật lý của con bây giờ rất là yếu. Thì ông thầy tỳ kheo: đó, cuộc đời vô thường đó.
đâu cần nói gì xa xôi đâu. Chính những cái thay đổi hàng ngày trong thân thể bệ hạ, lúc bệ hạ còn 20-25 tuổi, sức khỏe rất là dồi dào. Bây giờ đức bệ hạ đã già và sức khỏe giảm dần theo năm tháng, đó là dấu hiệu của vô thường đó. Cho nên tôi hiểu rằng cuộc đời này vô thường, đức đã Thế Tôn đã dạy như vậy, cho nên tôi mới xuất gia học đạo. Nói gì xa lạ, từ trong đạo tràng chúng ta nhìn lại chúng ta thôi. Mấy ngày nào đó thôi, chúng tôi thấy trong đạo tràng của chúng ta ở đây, quý Phật tử nữ có nhiều người rất là đẹp, quý Phật tử nam chúng ta có nhiều người rất là mạnh khỏe và phong độ đẹp trai. Nhưng mà tự nhìn lại đi, mấy ngày nào đó thôi, thấy không? Chúng ta còn trẻ, lên xe hoa về nhà chồng, lo cho con, lo cho cháu. Bây giờ chúng ta nhìn lên tóc của mình đã bao nhiêu thứ rồi, thưa quý tử, bao nhiêu thứ? Ở đây chúng tôi thấy có 3 thứ. Có người tóc bây giờ đã bạc hẳn, trắng luôn. Có một số Phật tử nửa đen và nửa trắng. Và có nhiều người Phật tử trẻ đen óng mượt. Nhưng mà đừng có tự hào. Những người đen và óng mượt đó đừng có tự hào rằng chúng ta sẽ không bao giờ già nghe. Cho nên mỗi ngày khi đứng trước gương á, nhất là Phật tử nữ chúng ta, Phật tử mà chúng ta già, đứng trước gương mỗi khi mà chải tóc xuống, nhìn thấy trên tóc mình điểm một sợi bạc, chúng ta phải nhớ rằng cái ngày mà chúng ta sắp từ già cuộc đời này đã đến. Phải nhắc nhở mình như vậy á, thì chúng ta mới tu tập được. Cho đến đây mà bây giờ lo chải tóc rồi lo đủ thứ thì làm sao được. Cho nên đây là một cái ông vua này, chính vì tỳ kheo này giác ngộ. Bây giờ chúng ta trở ra ngoài thử coi, nếu tự nào có thể theo dõi tình hình báo chí cũng như tình hình thế giới trong một năm vừa qua là năm 2007, nhất là ở Việt Nam mình, tự thấy không? Cái vụ đầu tiên nhất xảy ra ở miền Tây thân yêu của chúng ta, chắc ở đây ai cũng tự cũng biết hết. Đó là vụ gì? Sập cầu Cần Thơ. Đó, những người mà thờ công nhân họ làm trong những cái nhịp, hai nhịp cầu Cần Thơ đó, tự thấy không? Cũng như tất cả chúng ta thôi. Buổi sáng thức ra một cái, ăn cơm xong, nói lời tạm biệt vợ, chồng, con, rồi ra công trình leo lên đó. Và cái ngày đình mệnh của họ đến, đó là ngày 26 tháng 9. 7 giờ tất cả gần mấy trăm công nhân leo lên hai nhịp cầu. Và rồi một cái sự việc xảy ra không ai biết được. Một nhịp cầu đang đứng như vậy mà bây giờ tự nhiên nó gãy đôi xuống. Chỉ cần 2 giây xảy ra, trong 2 giây thôi, 50 mấy người bị chôn vùi sâu dưới đất, gần 100 lẻ mấy người phải đi vào bệnh viện để cấp cứu. Như vậy chúng ta hỏi những người mà họ đã qua đời đó rồi, bây giờ Tết này của họ có cơ hội để gặp lại người thân yêu như chúng ta không? Có thể đón Tết một cái năm Mậu Tý đầy vui vẻ như chúng ta không? Có thể ngày hôm nay như chúng ta được may mắn thức dậy, được nhìn mặt trời mọc, được nhìn những người bạn đồng tu của chúng ta không? Không còn nữa. Cho nên người xưa dạy, dép xuống giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay chưa biết ngày mai. Sau khi chúng ta về tham dự khóa thu Phật thất, chúng ta về với gia đình rồi, kính thưa tự, chúng ta cũng như bao nhiêu người khác, ăn cơm xong, xem tivi, leo lên giường,
để đôi dép ở dưới giường á, dưới cái sàn gạch bông đó. Nhưng mà trong tất cả chúng ta ở đây, ai dám nói rằng thưa thầy, ngày mai đó con sẽ mặc lại đôi dép của mình không? Không có. Cho nên người xưa dạy, dép xuống giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay chưa biết ngày mai. Hàng ngày chúng ta phải nghĩ đến cái đó, hãy nghĩ đến cuộc đời này vô thường, thì quý tử mới có thể chuyên tâm niệm Phật được. Chứ tới đây nếu như chúng ta không nghĩ được cái đó thì quý tử cũng như vậy, cũng đến đây, cũng vui đùa, cũng chơi, cũng nói chuyện thị phi như tất cả bao nhiêu người khác ngoài đời. Nói đến đây á, nói đến Tết vừa qua chúng tôi mới nhớ đến câu chuyện. Vừa qua chúng tôi được thượng tòa trụ trì ở đây cho phép chúng tôi về Đồng Nai ăn Tết. Về dưới đó tự biết, chúng tôi lúc còn nhỏ thường đi học với một số bạn bè rất là thân, và lập ra một nhóm. Và cái nhóm này mỗi năm có một cái buổi gọi là buổi họp lớp mặt. Mỗi năm như thường lệ thì họp tất cả là 20 mấy người. Nhưng mà cái ngày hôm đó chỉ có được gần 10 mấy người thôi. Thì hỏi ra thì ai cũng bận rộn công việc, ai cũng vì gia đình. Và đặc biệt khi mà điểm danh lại danh sách thì có một số người đã báo cáo rằng trong một năm qua đã có một người bạn ra đi mãi mãi. Chúng tôi thấy bàng hoàng. Bởi vì cái người bạn này hồi xưa học chung lớp, và lớn lên chúng tôi được may mắn tiếp tục học vào trung học. Nhưng người đó, người bạn đó thì gia đình rất là khó khăn, cho nên phải ngừng cái việc học và đi bộ đội. Và năm ngoái là ông, cái chàng, cái người bạn đó, bạn trai đó là đi bộ đội năm thứ nhất. Và rồi tự biết, nghe các bạn chúng tôi kể lại về gia đình, một ngày nghỉ phép trên đường về như vậy, khi băng ngang qua một con đường thì có một chiếc xe tải trở đến, và rồi người bạn đó đã từ bỏ tất cả để rồi ra đi. Chúng tôi thấy bàng hoàng quá. Mới năm đó thôi, cùng cái năm Tết năm vừa qua Bính Tuất đó, mà bạn bè có thể gặp nhau, mà bây giờ một người đã tự giả ra đi. Sau khi mà điểm danh xong thì chúng tôi họp lớp mặt, và tất cả một nhóm bạn đã kéo đến cái nhà của người bạn đó thắp nhang lên. Và bà cụ, tức là người mẹ của cái người bạn của chúng tôi đã khóc. Nói tại sao vậy? Các con may mắn quá, các con hôm nay có Tết có thể gặp lại nhau, còn con của mẹ đây đã đi mãi mãi rồi. Cho nên nói đến đây chúng tôi mới nhớ đến cái bài thơ của Diệp Minh Tuyền. Diệp Minh Tuyền này cũng có một người bạn rất là thân, và cũng vì một tai nạn giao thông để rồi ra đi mãi mãi. Ông làm một bài thơ thế này nè: mỗi lần thăm nghĩa trang, tim chợt buồn mang mát, thắp cho bàn nén nhang, chạnh lòng nghe thông hát. Đường đời như khúc nhạc, nghĩa trang nốt cuối cùng, đời người khi thôi hát, về nằm dưới gốc thông. Vũ trụ thì mênh mông, tiếc đời người hữu hạn, mới có rồi bỗng không, một đời sao quá ngắn. Sống nhà cao cửa rộng, chết nằm dưới đất cằn. Sống kẻ khinh người trọng, chết đất hóa công bằng. Thôi cần gì bon chen, cốt sống cho lương thiện. Ở đời ngoài tình thương, tất cả đều phù phiếm. Tự thấy không, cuộc đời này có phải là đường đời như khúc nhạc không? Có tự sống về cuộc đời này là như một khúc nhạc vậy đó. Nhạc thì sao? Có lúc thăng, lúc trầm, lúc cao, lúc thấp.
Nhưng mà khúc nhạc cuối cùng là ở đâu? Đường đời như khúc nhạc, nghĩa trang nốt cuối cùng. Tất cả chúng ta đây hát nhiều bản nhạc khác nhau. Chúng ta đến với cuộc đời này nhiều vai trò và địa vị khác nhau. Chúng ta hát với nhau một bài tình ca về cuộc đời này. Bản tình ca đó có lúc thăng, lúc trầm, lúc cao, lúc thấp. Nhưng mà nốt nhạc cuối cùng của tất cả chúng ta đến là ở đâu? Nghĩa trang. Chúng ta phải nhớ cho sâu sắc như vậy. Cho nên hàng ngày phải tự chỉ cần nhớ như vậy thôi. Sự thật cuộc đời này là vô thường, là cái thứ nhất. Phật tử đồng ý không? Chúng ta phải hiểu được như vậy thì hàng ngày khi công phu, khi mất mát thương đau về cuộc đời, chúng ta mới thấy cuộc đời này là những nốt nhạc. Chúng ta không cần phải, nếu như đã hiểu được như vậy á, chúng ta cảm thấy gì đó nó tự tại bình an về cuộc đời. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo cái sự thật cuộc thứ hai trong bài kinh này. Sự thật cuộc thứ nhất đó là cuộc đời là vô thường. Và sự thật thứ hai của cuộc đời này chính là vô hộ vô chủ. Bây giờ chúng ta trở lại bài kinh. Sau khi nghe ông thầy trình bày về cái việc cuộc đời vô thường thì vị vua này rất là khâm phục và mới hỏi tiếp. Dạ thưa thầy, bây giờ thầy nói cuộc đời này là vô hộ vô chủ là sao? Xin thầy hãy dạy ý nghĩa cho con biết. Bởi vì sao con nghĩ rằng con là làm vị vua của một nước, có con nè, có triều thần, có xe, quân xa, quân thủy, tất cả đều bảo hộ cho con rất là an toàn, mà thầy nói cuộc đời này là vô hộ vô chủ, nghe vô lý quá đi. Thì ông thầy mới cười. Dạ thưa đức vua, bây giờ xin hỏi đức vua, đức vua có bền gì không? Thì ông vua mới, ông mới trả lời nói, dạ thưa bây giờ con có một cái bền thưa thầy, đó là bền phong kinh niên. Như vậy xin hỏi đức vua, mỗi khi mà cơn bền nó nổi lên như vậy, bền hoạn nó hành hà thể xác của đức vua, đức vua có thể kêu con, kêu cháu, kêu quân xa, quân thủy, tất cả triều thần trong công điện có thể chia sẻ cái nỗi đau về bệnh tật của vua, kêu họ chia sẻ với vua được hay không? Theo cái từ của được không? Không được. Thì ông vua ông thiệt thà ông trả lời, dạ không thể được. Thưa thầy, bệnh con thì con phải mang quân xa, quân thủy là những cái dụng cụ để bảo vệ cho con bên ngoài, nhưng mà thân thể của con không thể bảo hộ được. Tự thấy không? Vậy mà hàng ngày chúng ta thấy mình nói cuộc đời này Đức Phật dạy là vô hộ vô chủ. Chúng ta có thể nắm bắt được cái gì đâu? Chúng ta không thể giữ được thân thể của mình. Nếu như tự làm có thể nắm bắt được, có thể bảo hộ giữ gìn thân thể của mình á, bây giờ nói gì xa lạ. Thân thể chúng ta mệt, chúng ta có thể, nếu mà làm chủ được thì sao? Mình có thể kêu nó làm gì? Khỏe trở lại. Tóc mình mà bạc, nếu làm chủ được thì làm gì? Mình sẽ kêu nó là đừng có bạc. Mà bây giờ có ai kêu được không? Nhất là quý Phật tử mà ở đây, bây giờ răng rụng hết, có thể kêu răng nó mọc lên được không? Tội nghiệp mấy bà cụ ở dưới cái nhà tổ á, mấy ngày này cười mím mím không à, cười ra là giống như em bé. Chúng ta không thể bảo hộ được. Chúng ta không thể bảo hộ cho được. Chúng ta không thể nắm bắt được cái gì về cuộc đời này, kính thưa Phật tử. Như vậy bây giờ cái gì là của chúng ta? Không có gì chúng ta nắm bắt được. Đức Phật dạy là vô hộ vô chủ, không thể nắm bắt cái gì.
Nói đến đây á, chúng tôi mới nhớ đến câu chuyện vui. Câu chuyện có tựa đề là Kháng án Diêm Vương. Ở đây không biết có ai đăng ký cho Diêm Vương chứ không biết. Thì có một câu chuyện kể về một cái ông nhà giàu và một cái chàng trai trẻ tuổi. Tự nhiên hai người này chết cùng ngày luôn. Và hai người đi, sau khi chết như vậy, thần hồn mới đi thẳng xuống Diêm Vương. Diêm Vương mới phán: ông già, nói ông già kia, tại sao ông sống trên cõi đời, biết được Phật Pháp, không lo tu hành, mà chỉ biết suốt ngày lo làm giàu, mà làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người khác, là vì sao? Để rồi hôm nay xuống đây mang theo cái tội nặng như vậy mà không lo làm được thiền. Thì khi mà nghe ông Diêm Vương phán như vậy á, ông này cãi lại. Không biết mình ở đây lúc mà xuống dưới gặp Diêm Vương có thể cãi lại không biết. Thì ông mới phán, thì ông già này ông mới trả lời: dạ thưa Đức Vua, phàm làm gì trên đời á, khi chính phủ người ta ra một cái thông tư gì hay là một cái pháp lệnh gì, người ta đều thông báo gì cho dân chúng qua báo chí, qua đài truyền hình, truyền thanh để cho tất cả dân chúng biết được. Nhưng mà hôm nay á, ông kêu tôi xuống đây, tại sao ông không báo trước tôi là sao? Ghê không? Tại sao ông không báo trước cho tôi biết mà bây giờ kêu xuống rồi kêu không vậy á? Phải chi mỗi ngày ông chat với tôi, ông gửi điện email cho tôi biết, ít nhất phải mỗi ngày chat một lần chứ. Mà bây giờ không có chat gì hết, không email gì hết, làm tôi không biết gì hết. Thì ngày sau khi nghe ông Diêm Vương nói như vậy á, à, ông già giàu trình như vậy, Diêm Vương nói có chứ. Bây giờ ta hỏi ông, mỗi ngày ta đều đánh những bức điện email và đều ta đều chat với ông mà ông hề hay biết đấy này. Đây, ta hỏi ông lúc ông còn trẻ, đăng ông có bao nhiêu cái? Thì ông già này ông thưa: già, khi con còn trẻ đăng con còn 32 cái thưa Diêm Vương. Nhưng mà bây giờ ta hỏi ông, đăng ông còn bao nhiêu cái? Thì lúc đó ông nhe răng ra. Bây giờ từ nào già nhe răng ra coi. À, thì ông nhe ra bây giờ còn chỉ còn cặp tiền đạo thôi, mấy kia đi hết. Thì ông Diêm Vương nói đó, mỗi ngày trôi qua mà răng ông rụng một cái như vậy, là ta đã báo với ông cái ngày ông chuẩn bị xuống đây mà ông không hề hay biết. Đó là chưa kể những bức điện email ta gửi cho ông bằng tóc bạc, bằng sức khỏe mỗi ngày giảm dần theo năm tháng. Ta đã gửi cho ông những bức điện như vậy mà ông không hề biết rằng thân thể của ông mỗi ngày ông không thể bảo hộ được nó, không thể làm chủ được nó, để rồi cái ngày ông từ già sẽ đến mà ông hề hay biết. Thì tôi biết lúc đó có một cái ông già này coi như là nghe Diêm Vương giải thích rất là hiểu. Thì có ông trẻ, một thanh niên trẻ quỳ bên đó, lúc đó là 20 tuổi, mới cùng là kháng án, nói: già thưa Diêm Vương, đó là Diêm Vương báo cho cái ông già này, ông biết là mỗi ngày trôi qua là ông chết này, ông xuống đây ông gặp Diêm Vương, còn con đang sức khỏe dồi dào, rất là trẻ, con rất là khỏe như vậy, nhưng mà tự nhiên tại sao Diêm Vương không báo cho con lúc mà con còn sống, lúc mà con còn 20-18 tuổi, để con biết rằng cuộc đời này là vô hộ, vô chủ, vô thường, để con lo tu là sao? À, thì Diêm Vương mới nói có chứ. Bây giờ tôi hỏi ông, lúc ông còn trẻ 18-20 tuổi, mỗi ngày ông có ra đường không? Từ trẻ đây mỗi ngày có ra đường không? Có. Và trên những cái tuyến đường ngược xuôi khắp nẻo đường đất nước đó, có bao giờ chúng ta đã thấy đám tang chưa? Có rồi. Như vậy ta hỏi ông, như vậy những cái đám tang nằm trên những người, trên những cái quan tài đó, để rồi những người thân khóc tiễn biệt họ về với cát bụi, có phải chăng chỉ là những người
già không không? Tự trả lời coi, có phải những người già không? Không có. Mà trong số đó về với cát bụi có những người rất là trẻ. Là gì? Những người thậm chí có những em bé mới lọt lòng mẹ ra chỉ cần 5 tháng, 10 tháng. Và những người trẻ rất là dồi dào, 16, 18, 20 tuổi. Nhưng rồi do tai nạn giao thông, do bệnh tật, tất cả đều phải về với cát bụi. Thì sau khi nghe ông Diêm Vương giải thích như vậy, thì ông Diêm Vương mới phán: người anh còn trẻ ở trên đời như vậy, người anh không nghe người xưa dạy sao? Là gì? Chớ bảo tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xuân. Như vậy việc tu tập đâu phải đợi chờ đến lúc già chúng ta tu. Quan niệm truyền thống Việt Nam mình á, thường thường có một cái quan niệm là gì? Già thì gì? Già vui, trẻ vui nhà, già vui chùa. Đây là không phải là chỉ Việt Nam mình mà truyền thống ở Ấn Độ Bà La Môn. Hồi xưa trong lịch sử Bà La Môn ở Ấn Độ đã có. Theo truyền thống Bà La Môn á, người ta nói rằng những người trẻ lớn lên có thể ăn chơi, lập gia đình và lúc đó đi tu cũng chưa muộn. Nhưng mà hôm nay chúng ta là những người Phật tử, chúng ta đã biết được sự thật cuộc đời này là gì? Vô hộ vô chủ, vô thường. Cho nên mỗi ngày được sống trên cuộc đời này, kính thưa Phật tử, là một ngày, một dịp đặc biệt cho tất cả chúng ta. Một ngày được nhìn lại con, được nhìn lại chồng, được nhìn lại những người thân yêu của mình. Chứ không phải chúng ta sống đời đời kiếp kiếp, chúng ta không thể bảo hộ được tất cả mình và mọi thứ xảy ra trong cuộc đời này. Cho nên Đức Phật dạy cái sự thật cuộc đời thứ hai giữa cuộc đời này chính là vô hộ vô chủ. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái thứ ba. Sự thật thứ ba đó là cuộc đời vô sở hữu, ra đi phải từ bỏ tất cả. Bây giờ chúng ta trở lại bài kinh. Sau khi nghe vị tỳ kheo trình bày về sự thật thứ hai cuộc đời là vô hộ vô chủ, thì ông vua này ông mới thắc mắc tiếp, nói: dạ thưa thầy, thầy nói cuộc đời sự thật thứ ba là vô sở hữu, ra đi phải từ bỏ tất cả, con không hiểu, xin thầy giải thích cho con được biết. Vì thầy mới trả lời: dạ thưa đức vua, bây giờ vì thầy vua là làm vua cả một cõi, là một nước, vua có thể đầy đủ danh vọng, địa vị, chức tước. Nhưng mà hỏi đức vua, chúng tôi hỏi đức vua rằng khi đức vua ra đi, cuộc từ dạ cuộc đời này, xin hỏi đức vua có thể đem được cái gì không? Theo Phật tử, ông vua này ông có thể đem theo được cái gì không? Không có. Chúng ta không thể đem theo bất kỳ cái gì cuộc đời này hết. Và rồi Đức Phật dạy, mình là người Phật tử, hàng ngày chúng ta phải khắc cốt ghi tâm, và mỗi ngày phải tự nhắc mình rằng có ba thứ khi mình từ dạ cuộc đời này không thể đem theo được. Phải nhớ cái này. Chính vì ba thứ này mà bây giờ cũng giây phút này bao nhiêu người ngoài đời cũng vì cái ba thứ này mà suốt đời họ phải rong ruổi, để rồi mãi mãi đắm chìm trong sanh tử khổ đau. Họ đang bị ba thứ này đốt cháy, họ bị ba thứ này làm cho họ đau khổ, nhưng mà không ai nhắc nhở cho họ hết. Hôm nay chúng ta được may mắn về chùa tham dự khóa tu Phật Thất. Một lần nữa chúng ta phải nhớ được ba cái này. Phải tự biết khi mình từ dạ cuộc đời này có ba thứ mình không thể đem theo được là cái gì, phải tự biết không? Biết không?
Thứ nhất, Đức Phật dạy khi mình tự giác cuộc đời này, cái đầu tiên nhất chính là địa vị tiền tài. Có ai trong số này lúc ra đi, chúng ta có thể kêu con, kêu chồng, kêu cháu: mẹ con ơi, đem cho mẹ cây vàng, đưa cho mẹ mấy trăm đô la để mẹ đi xuống dưới hối lộ diêm vương. Không có, không ai dạy chúng ta cái đó hết. Mà Đức Phật dạy là gì? Sanh ra bàn tay trắng, đi trắng tay. Từ khi mình khóc, tiếng khóc vào đời lòng mẹ, oa oa, lọt lòng mẹ là ra bàn tay gì? Tay trắng nắm lại rồi đó. Tay trắng mà biết nắm rồi đó. Trẻ con cái tay của nó luôn luôn nắm lại, rất là dễ thương. Cho nên thường thường người ta gọi tay của đứa trẻ như là một búp, một cái búp hoa là vậy. Nhưng mà tự thấy, mình ở đây đã từng đi chứng kiến bao nhiêu người bạn đạo của mình, bao nhiêu người thân yêu của mình, lúc họ ra đi, có ai nắm được cái gì không? Thậm chí mà nếu ai mà từ hàng ngày mà đeo cái dài dài vậy á, nặng nặng tay á, thì coi chừng lúc ra đi nó không bao giờ cho mình mang theo đâu, nó lột ra hết. Rồi nó thay vào đó bằng cái gì có tự biết không? Nó sẽ lấy tiền giả, nó sẽ cho mình vào túi của mình rất là nhiều tiền và nhiều đô la. Nhưng mà trên đó nó đề cái gì? Ngân hàng địa phủ. Và nó phát cho mình một sấp. Thế là chúng ta ra đi. Nói như vậy không phải nói rằng tiền tài danh vọng ra đi phải bỏ lại cho đời, mà mình nói thôi bây giờ đến đây nghe ông thầy Tâm An ông giảng nói rằng tiền tài danh vọng ra đi phải bỏ lại tất cả, thôi bây giờ về nhà đem tiền ăn chơi, nhất là mấy ông mình đi nhậu và đánh bạc. Nói như vậy không phải là người hiểu đạo. Mà mỗi ngày Đức Phật dạy khi mình cầm tiền lên tay, ví dụ mở cái tủ ra, nhà ai mà khá khá, mở cái tủ ra như vậy, mình phải điểm mặt nó liền. À, tiền này nghe, địa vị này nghe. Bây giờ mình dẫu là bác sĩ, kỹ sư hay chăng nữa, nhưng mà ra đi phải để lại cho đời, để lại tất cả. À, để lại cho đời không? Bây giờ có tự muốn mang theo không? Có ai muốn chết mà bây giờ có thể mang theo tiền không? Tôi chỉ cho một phương pháp. Có thể muốn lúc ra đi mà đem theo được, thì có một người họ nói thế này, có một triết gia họ nói: những gì bạn xài cho bạn, cái đó không còn. Những gì mà bạn cho người khác, cái đó còn mãi. Bây giờ có khôn, bây giờ chúng ta hãy về và lấy cái đó, hãy chia sẻ với con, gần nhất là con cái ở trong gia đình, thứ hai là những người hàng xóm và những người gặp hoàn cảnh cơ cực thiếu thốn. Đó là quý vị tự khôn ngoan gửi ngân hàng. Ngân hàng gì? Ngân hàng Tây Phương, và ngân hàng của tương lai, không phải là ngân hàng công thương nghiệp gì hết, không phải là ngân hàng nông nghiệp và phát triển, mà ngân hàng của Tây Phương đó, nó sẽ hỗ trợ cho mình. Cho nên đó là cái thứ nhất hàng ngày chúng ta phải thấy. Nếu như hàng ngày của tự không tác ý được ba cái tiền bà tài và danh vọng này ra đi không thể đem theo được, thì chúng ta sẽ đau khổ. Cách đây không bao lâu, trên một tờ báo có đăng về một cái bài kể về một cái bà chủ tiệm vàng ở một cái chợ. Cái tờ biết sáng ra như cái tự cũng là bày vàng ra bán, bán xong chiều về đóng cửa lại để đó cho bảo vệ chờ bảo về và về nhà. Nhưng mà hỡi ơi, khi sáng ra thức dậy mở cái tiệm vàng ra thì bao nhiêu vàng ở trong đó không cánh mà bay. Hàng ngày bà bị một căn bệnh là bệnh tăng xong, đứng trước một cái nỗi đau mất mát tiền vàng như vậy, và máu tăng xông lên và bà chết tại chỗ. Nói như vậy để hàng ngày chúng ta phải điểm mặt nó.
Không thôi với tự chúng ta cũng như ngoài đời, khi mất mát tiền tài danh vọng chúng ta có thể đau như cuộc đời. Nhưng mà hôm nay chúng ta được may mắn Đức Phật dạy, sự thật cuộc đời này khi mình ra đi phải từ bỏ tất cả, cái đầu tiên nhất chính là gì đấy? Tiền tài danh vọng. Cái thứ hai, khi mình ra đi phải từ bỏ nó lại cho đời, chính là gia quyến của tất cả chúng ta. Là con, là vợ, là chồng, là cháu, là trách, tất cả chúng ta phải để lại những người thân yêu đó. Chúng ta ra đi một mình duy nhất. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy: chí thân như cha mẹ với con, mà gặp nhau ở dưới cảnh khổ địa ngục cũng không thể bằng lòng thay thế cho nhau được. Cho nên hôm nay tự phải nhận định được cái này. Hàng ngày chúng ta thức dậy, chúng ta phải điểm mặt những người thân yêu của mình. À, chồng mình nghe, con mình nghe. Lúc ra đi thì mình sẽ từ bỏ họ để lại. Một là mình phải từ dạ họ để ra đi trước. Hai là họ sẽ từ dạ mình. Tất cả rồi một ngày nào đó sẽ chia ly. Nói như vậy, nếu tự mà hiểu đạo lý rồi, hàng ngày chúng ta thức dậy phải nhìn họ cho kỹ, phải điểm mặt. Không phải để rồi mình nói bây giờ đến đây mình nói thôi bây giờ gia quyến con cái chồng không thể đem theo được, bây giờ về nhà sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ tôi, tức là chuyện ai nấy lo. Nói như vậy là chúng ta không hiểu đạo lý. Bởi vì Đức Phật dạy đến với cuộc đời này không phải chuyện chồng con, chuyện gia quyến đều là có nghiệp duyên, là nợ nần của nhau nhiều đời. Hôm nay chúng ta hiểu được như vậy thì phải thương yêu họ. Để rồi một ngày mình biết rằng, một ngày như hồi nãy chúng ta đã nói, cuộc đời này là vô thường, không thể sống với nhau đời đời kiếp kiếp. Cho nên từ mỗi ngày thức dậy chúng ta phải thương yêu họ. Bởi vì sao? Họ cũng như mình, không biết sống ngày nay nhưng mà chưa biết ngày mai như thế nào. Cho nên ở đây á, ai mà ở đây khó tính hay là trước kia đối với vợ, với chồng, với con, với cháu của mình đối đại chưa đẹp, chưa được dễ thương cho lắm, hôm nay chúng ta về đến đây tu tập, chúng ta phải hiểu được đạo lý này, phải về phải có một cách nhìn và phải thương yêu họ, đừng khó tính nữa. Bởi vì khó tính, tự thấy không, khi mà mình khó tính á, mình làm cái gì đầu tiên mà mình mệt, mình nóng nảy nổi lên rồi á, mình thấy trong người mình thấy nào, chưa chắc cái gì hết, trước thân tiên thấy mình mệt mỏi đã, chưa thấy gì hết. Cho nên mỗi ngày khi thức dậy, Đức Phật dạy mình nói rằng người thân yêu không thể đem theo được, thì mình biết rằng đây là một ngày đặc biệt, mình có thể nhìn họ, có thể thương yêu họ thêm một ngày nữa. Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Và bây giờ chúng ta sẽ qua cái thứ ba. Khi ra đi mình phải để lại cho đời, thứ nhất tiền tài danh vọng, thứ hai gia quyến, thứ ba là cái gì? Cái gì mà hàng ngày như người xưa dạy, nhất hô ba ứng. Đói phải cho nó ăn, khát phải cho nó uống, phải mặc cho nó đẹp, phải trau chuốt cho nó, nhưng để rồi ra đi phải bỏ lại cho đời, chính là thân thể chúng ta. Có ai ở đây lúc ra đi đem theo được thân không? Chúng tôi cũng có dịp đi hộ niệm đám tang mấy cái, một số cái đám tang của số Phật tử. Hàng ngày trau chuốt cho nó, lo cho nó. Nhưng mà tự thấy không? Khi mà đến liệm á, chúng tôi thấy, thứ nhất là con cái nó lột tiền vàng ra nó để lại rồi nè. Thứ hai nó đút cho túi là cái gì? Một sấp đô la. Và sau đó thì cái đội âm công người ta đến, người ta đút vô một cái bao, và người ta cột lại ba đường dây.
Và sau đó nam thì đưa lên đưa xuống mấy cái? 7 cái. Nữ thì đưa lên đưa xuống 9 cái. Và sau đó đút vô cái hòm. Con nó nói gì? Goodbye mẹ nhé, không see you again nữa. Đường ai nấy đi. Cho nên hàng ngày Phật tử phải nhìn, mỗi khi mà tắm thân thể của mình á, hay là làm gì đứng trước gương phải soi. À, đứng trước gương soi, không phải soi như quý thầy. Lúc mà chúng tôi ở trong ở dưới Vĩnh Long á, sư cô có dạy một cái bài, một bài kệ cho cái người xuất gia. Nói gì? Là soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc, biết gì ba sợi tóc. Nhưng mà bây giờ hàng ngày khi mình đứng trước gương, hay là tự mà lúc tắm chúng ta có cơ hội để nhìn lại, mình phải tự nhắc nhở với mình rằng cái thân này phải trả lại cho đời, không thể đem theo được cái gì cả. Cho nên có một cái bài thơ họ nói thế này: cuộc đời này chẳng còn chi, ruộng vườn nhà cửa có gì của ta, trắng tay lòng mẹ sinh ra, một hơi vĩnh biệt cũng là tay không. Có đúng không? Có phải là chúng ta trắng tay lòng mẹ sinh ra, một hơi vĩnh biệt cũng là tay không? Ngay cả cái thân thể hàng ngày mình chăm sóc nó, để rồi mình không thể đem tới được. Cho nên á, hàng ngày biết như vậy, tự phải biết nhận điểm mặt nó. Ngoài việc điểm mặt tiền này, điểm mặt ai? Con cái. Bây giờ mình phải điểm mặt thân thể mình, nhắc nhở mình rằng cái thân này không thể chết, không thể đem tới được. Mà mình phải mượn nó, chứ tội dạy phải mượn nó như một chiếc thuyền để qua sông. Nếu như mình đánh mất cái thân này rồi á, thì mình không thể tu tập được, mình phải mượn nó. Cho nên khi mà điểm mặt được ba cái đối tượng này rồi, thì chúng tôi nghĩ rằng hàng ngày khi đối duyên xúc cảnh với cuộc đời, chúng ta thất bại trong tình duyên, thất bại trong cái công ăn việc làm, đặc biệt là có một người thân yêu của mình họ ra đi mãi mãi. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta hiểu rằng ai rồi cũng đến cuộc đời này là sao, cũng phải ra đi, thân thể của mình như vậy. Cho nên đôi khi thậm chí trong gia đình mình á, có ai mà họ mất, lúc đó chúng ta cũng khóc, cũng buồn, nhưng mà chúng ta phải hơn người đời điểm đó. Chúng ta được Đức Phật dạy sự thật cuộc đời này là như thế, cho nên mình cũng khóc, cũng đau khổ, nhưng mà trong tâm hồn mình nó có cái gì đó bình an. Phật tử đồng ý không? Chúng ta phải thấy được điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái sự thật cuối cùng. Đó là Đức Phật dạy cuộc đời này là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Bây giờ chúng ta trở lại bài kinh. Sau khi nghe vị thầy tỳ kheo trình bày về ba sự thật của cuộc đời là: thứ nhất là vô thường, thứ hai là vô hộ vô chủ, thứ ba vô sở hữu, ra đi phải từ bỏ tất cả, và cái cuối cùng ông Vua mới thắc mắc nói: dạ thưa thầy, bây giờ cái cuối cùng thầy nói cuộc đời là thiếu thốn, khát khao, nô lệ cho tham ái là sao con hiểu? À, thầy nói con hiểu gì hết, thầy có thể giải thích cho con được không? Vì thầy mới nói: dạ thưa Đức Vua, bây giờ một trường hợp thế này. Ví dụ như Đức Vua có một vị cận thần ở phương Đông. Vị cận thần đó thấy ở phương Đông đó, cách nước của bệ hạ, một có một quốc gia ở đó thịnh vượng, có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Vì đó về báo với Đức Vua rằng đem quân lính để đánh chiếm, lấy nó về để làm sở hữu chung của mình. Đức Vua nghĩ như thế nào? Thì ông vua trả lời: dạ lúc đó con sẽ cho xuất quân liền, lấy đem về và đánh chiếm nước đó, tất cả đều đem về cho con hết. Và
Cái ông thầy này cũng hỏi, nói dạ trường hợp ở phương Đông, phương Tây, tất cả bốn hướng đều như vậy thì Đức Vua nghĩ sao? Thì Đức Vua nói tất cả, nếu có nước nào thì con sẽ đánh chiếm và con lấy hết tất cả đem về cho con. Qua cái câu chuyện này, sự thật này chúng ta phải suy gẫm lại. Thì tự thấy không? Từ ngày khi mình lọt lòng mẹ ra cho đến lúc tăng ta lớn lên, Đức Phật dạy tất cả chúng ta đều nô lệ cho tất cả những tham ái. Cho nên trong kinh, nhất là kinh Nikaya, Đức Phật dùng những hình ảnh ví dụ về tham ái rất là sâu sắc. Một hình ảnh đầu tiên nhất mà Đức Phật ví dụ cho tham ái chính là cục xương trần. Ở đây từ đã từng ở nhà nấu cháo, nhất là cháo bò, từ thấy từng bao giờ thấy cục xương chưa? Cục xương nguyên khúc, mình lôi ra cục xương và mình lấy hết tất cả thịt rồi mình đưa ra cục xương và mình quăng cái cục xương đó cho một con chó nó ăn. Thì mình từ thấy con chó thế nào, mặc dầu nó biết được cái cục xương này là cục xương không có thịt, nhưng mà nó bệnh ngoàm. Và rồi chẳng những nó ngoà một mình nó, mà nó đem qua một góc nào đó, cứ ngày này qua ngày khác nó cứ ngoà cục xương đó để rồi tìm những cái vị ngọt trong đó. Đức Phật dạy cũng như vậy, dục vọng về cuộc đời này cũng như vậy, nó không bao giờ đem đến cái sự bình an cho tất cả chúng ta. Nó khát khao như là một cái người mà uống nước muối vậy đó, càng uống thì sao, càng mạnh. Cho nên tự thấy hàng ngày chúng ta đọc báo chí, chúng ta thấy có nhiều người họ giàu rồi, họ có đầy đủ rồi, nhưng mà họ bao giờ biết dừng lại đâu. Người giàu thì muốn giàu thêm, người có xe hơi rồi muốn một chiếc thì bao giờ cũng phải có, muốn 3-4 chiếc. Cho nên tất cả Đức Phật dạy như một cái con sống giữa cuộc đời này là như cái việc mà chúng ta ngoạm cái cục xương trần vậy đó. Một cái hình ảnh thứ hai Đức Phật nói về tham ái chính là thịt sống, cái cục thịt sống. Tự thấy cục thịt sống không? Ở Ấn Độ, sở dĩ Đức Phật lấy cái cục thịt sống này là bởi vì ở Ấn Độ hồi xưa, khi một con chim có những cái đàn kên kên á, nó rất thích những cái cục thịt, cho nên thấy những cái gian hàng bán thịt nó xà cánh xuống và nó cắt cái cục thịt đi. Vừa bay lên á thì có vô số những con chim lớn khác nó bay đến và nó cướp cục thịt đó. Thậm chí nếu như con chim nhỏ này mà không thả cục thịt ra thì có thể mất mạng. Và bao nhiêu người ngoài đời cũng vì việc tham lam về tiền tài danh vọng mà bây giờ có những người đã vào ngồi hối hận ở bốn vách tường lạnh lẽo ở trong nhà đá. Cho nên hôm nay tự chúng ta được may mắn, Đức Phật dạy như vậy, tức là trên cuộc đời này không ai mà biết đủ cả. Cái lòng tham của chúng ta là vô đáy. Cho nên với cái tốc độ phát triển kinh tế ngày nay làm cho guồng máy con người mỗi ngày nó muốn càng chìm sâu vào những cái guồng máy làm việc dục vọng càng nhiều, thì hơn bao giờ hết chúng tôi nghĩ rằng cái phương pháp Đức Phật dạy, nhất là những lời Đức Phật dạy, chúng ta là những người Phật tử, chúng ta phải cố gắng ứng dụng để rồi thứ nhất là lợi lạc cho mình, thứ hai có thể đem làm lợi ích cho những người xung quanh. Có như vậy á, chúng ta mới giúp ích cho giữa cuộc đời rất là nhiều. Và nói như truyền kiều nói á, muốn mà bây giờ cái thời đại này muốn hạnh phúc không có gì đơn giản, là chúng ta biết đủ và trở về với chính mình. Một nhà chung trà sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng. Mấy ngày này tự về đây tự thấy không, mình ăn cơm chỉ có là tương dưa thôi. Mỗi sáng này chúng ta ăn cái gì? Ăn mì. Mà bây giờ chúng ta ngồi đây có tự thấy an lạc không? Rất là an lạc, thật thôi. Bây giờ ngoài đời người ta ăn thịt, ăn đủ thứ hết, nhưng mà bây giờ tâm hồn người ta cứ hết lo chuyện này, lo chuyện khác. Cho nên
với tốc độ phát triển ngày hôm nay không bao giờ hết. Chỉ có một phương pháp sống trở lại đơn giản là một cái phương pháp tìm lại cái nguồn hạnh phúc nhất. Chứ không thôi á, chúng ta cũng sẽ như là người đời. Chúng ta về đây 7 ngày mà không thực tập á, thì chắc chắn cũng như người đời thôi. Nói như Truyền Kiều nói tiếp là gì? Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, trong những ngày này tự cố gắng chúng ta phải thực tập niệm Phật, làm sao đi đứng nằm ngồi cho vững vàng, để rồi khi mà xa rời chùa Hoằng Pháp, chúng ta trở về với cuộc đời ở thế gian, chúng ta phải đem những cái đó để thứ nhất chia sẻ với cuộc đời. Nếu như mà mình ở đây có cơ hội mà mình không gì, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng á, thì chắc chắn là sao? Ma đưa lối, quỷ dẫn đàn, lại tìm những chốn đoàn tràng mà đi. Cho nên hôm nay chúng tôi có cơ hội lên đây để trình bày cái tự về một cái chủ đề, đó là sự thật cuộc đời. Bây giờ chúng ta nhắc lại, thứ nhất, cuộc đời thứ nhất là gì? Vô thường. Rằng ai sống ra cuộc đời này, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ về với cát bụi. Rằng cuộc đời này mỗi ngày được thức dậy là một dịp đặc biệt với tất cả chúng ta. Được nhìn con, nhìn mặt trời mọc, được nhìn những người bạn đồng tu của mình là một cơ hội hạnh phúc. Hạnh phúc là ngay hiện tại, khi mà mình biết đủ, biết nhìn nó một cách sâu sắc. Phải thấy thứ nhất là cuộc đời vô thường. Thứ hai, cuộc đời này là vô hộ vô chủ. Chúng ta không thể nắm bắt, chúng ta không thể bảo hộ, không ai có thể che chở cho mình. Mà mình ra đi phải từ bỏ tất cả, không thể làm chủ được cái gì hết. Sự thực thứ ba, cuộc đời là vô sở hữu, ra đi phải từ bỏ tất cả. Chúng ta đến với cuộc đời này, từ khi khóc lòng mẹ ra đi chỉ là tay không, và lúc mình ra đi thì trắng tay. Chúng ta phải nhớ ba cái khi mình ra đi mình phải để lại cho đời, đó là gì? Tiền tài danh vọng, thứ hai gia quyến, thứ ba thân thể của chúng ta. Và cái cuối cùng, Đức Phật dạy sinh ra cuộc đời này, cuộc đời tất cả mọi người đều nô lệ, đều nô lệ cho tham ái, dục vọng. Cho nên bất tử chúng ta phải biết được cái đó. Hôm nay chúng ta về với chùa, chúng ta học được bốn cái sự thật đó, thì chúng tôi nghĩ rằng nếu như cô Phật tử hồi nãy như chúng ta tâm sự hồi trước đầu đề á, chúng tôi nghĩ rằng nếu như cô Phật tử này hiểu được như vậy, thì theo Phật tử biết, nếu như mà cô đã hiểu được bốn sự thật này thì cô còn đau khổ không? Tự trả lời coi, có không? Không có. Sợ gì Đức Phật dạy chúng ta tu, đồng ý tất cả chúng ta tu là sửa, tu là trên ba nghiệp thân khẩu ý, nhưng mà cái quan trọng nhất chính là ý, tức là cái nhận thức, sửa từ cái nhận thức của mình nhìn cuộc đời. Đồng ý sửa rồi đó, nhưng mà sửa từ cái nhận thức, theo đạo Phật gọi là chánh kiến. Khi mình đã có chánh kiến rồi, nhìn cuộc đời đúng sự thật của nó, thì chúng ta sẽ chánh kiến rồi sẽ có tư duy đúng, từ tư duy đúng sẽ nói đúng, từ nói đúng sẽ hành động đúng. Chúng tôi xin tặng với từ bốn câu thơ của Bùi Giáng. Bùi Giáng trong bài Phùng Hiến, ông có một nhà bài thơ rất là hay. Ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại, tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu. Tôi sẽ tiếc thương tình gian mãi mãi, vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu. Ngày sẽ hết, tất cả chúng ta ở đây là gì? Sẽ về với cát bụi. Nhưng mà gì? Lúc ra đi á, tất cả tự chúng ta phải hứa với nhau rằng đi để người ta thương, đi để ta nhớ nghe. Chứ không phải lúc đi để ta thương, không phải là lúc mà mình đi á, hàng xóm họ trách, trời ơi cái bà cụ kia đi là đúng rồi đó, thì coi lại á. Hay là thấy người ta là gì, trời ơi cái ông kia ở nhà ăn chơi nhậu nhẹt, quấn vợ quấn con,
rồi đánh bài đánh bạc, bây giờ đi là đúng rồi, thì mình phải suy gẫm. Cho nên mình phải biết rằng gì, ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại, tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu. Nhưng mà ở đây mình không như Bùi Giáng. Bùi Giáng nói biết, Bùi Giáng nói Bùi Giáng là không biết đi đâu. Nhưng mà ở đây mình tu niệm Phật thì mình về đâu? Về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta khá hơn Bùi Giáng ở điểm đó, tức là biết đường về. Giống như cái cây vậy đó, bây giờ hàng ngày mình niệm Phật thì cây nó thế nào? Cây mà bây giờ nó nghiêng bên trái thì nó ngả bên nào? Nó ngả bên trái thôi. À, còn mà nó nghiêng bên phải thì ngả bên phải. Bây giờ tự hàng ngày chuyên tâm niệm Phật, làm phước lành, một lòng một dạ chí tâm cầu Tây Phương Cực Lạc thì chắc chắn mình về thôi. Cho nên mình khá hơn Bùi Giáng. Bùi Giáng nói là tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu. Nhưng mà mình nói gì? Tôi sẽ đi và tôi về Tây Phương. Nhưng mà tất cả chúng ta là gì? Tôi sẽ tiếc tình giá mãi mãi. Mình biết rằng tất cả chúng ta đến cuộc đời này là gì? Như là một, như hồi nãy chúng ta đã tâm sự trong cái bài thơ Một Lần Thăm Nghĩa Trang của Diệp Minh Tuyền. Đường đời như khúc nhạc, nghĩa trang nốt cuối cùng. Mặc dù mình biết rằng cuộc đời này có nhiều đau khổ như vậy, đau nhiều những nghịch cảnh buồn vui như vậy, thăng trầm như vậy, nhưng mà lúc ra đi mình có tiếc không? Cũng tiếc. Là tôi sẽ tiếc tình gian mãi mãi, vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu. Thì để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, một lần nữa chúng con xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể chư tôn đức, pháp thể Kinh An, tuệ đăng thường chiếu. Kính chúc toàn thể Phật tử một năm mới dồi dào sức khỏe và công việc luôn hanh thông. Nam mô A Di Đà Phật. Đón chào một ngày mới và mùa xuân mãi mãi đẹp tươi. Xuân trong tim ta như đóa hoa rạng ngời, bao nhiêu yêu thương xuân kết lên cho đời, mong cho nhân gian không còn hờn oán và mùa xuân mãi của mọi người. Nắng vàng xóa tan đêm mưa, cùng muôn hoa xinh tươi tô đẹp thêm ý đời. Tiếng cười xóa tan u sầu, đàn chim tung bay cao hát vèo vòng. Chúc lành đến cho muôn người, cùng nhau ta đi lên trong mùa xuân ý đạo. Sáng người sáng tâm nhân loại, và bên nhau ta vui si lập xuân. Xuân thắm tươi rạng ngời, xuân vang câu ca xuân từ biệt.